Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Trường quét, vô đây, bắt đầu bây giờ. Let's go. Máy ảnh tiền trực tiếp, ok. Mua luôn điện thoại. Let's go. Chola cola, ok. Đổ màu da luôn. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Pole Smarter. Let's go. Player one, choose. Mình sẽ chọn anh chàng đầu bếp này. Cách, khoảng cách cũng khá là xa. Bullseye. Wow, anh ta ném một chiếc rìu. Trúng luôn. Oh my god. Ok, mình sẽ chọn anh chàng học sinh. Sởi rồi. Cái này chắc phải tầm 25 hay 6. Ồ, anh này rất là trâu. Chúng ta mất có chưa đến 1 phần 3 cây. Ok. Anh ta rơi xuống đây rồi.
Ủa gì không? Các bạn đưa lên 27 luôn. Ok. Fatality. Epic win. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ 3. Hello Slivo. ACT1. Ok. Và đây là một tựa game cũng khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này thì mới đầu, ví dụ các bạn đào về, các bạn chơi thì các bạn có thể điều khiển nó hơi khó một chút. Nhưng khi các bạn chơi quen vài lần rồi thì điều khiển tựa game này cũng rất là dễ thôi. Đợt đầu mình chơi tựa game này thì mình thấy điều khiển nó hơi khó thật. Ok, và đầu tiên thì các bạn phải đi theo quả bóng này. Let's go. Chúng ta đã khóa một chút chìa khóa màu đỏ. Sau đó chúng ta cất lên một cái bàn. Ok. Chúng ta ra ngoài rồi. Chúng ta ra sau không biết làm gì vậy. Còn một cái đột nhập vào trong nhà đã. Lên trên này, để mày nói luôn. Ok, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa màu đỏ này. Đây là chiếc chìa khóa để mở ô tô. Cốp ô tô. Bị phát hiện rồi. Nhưng không sao. Nhanh thôi. Ok, đã có dụng cụ cần thiết. Rồi, mình sẽ chờ ông ta ra ngoài. Let's go. Đây là một chiếc chìa khóa mà ông ta giấu ngay lúc đầu. Lúc đầu game. Rồi, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Bây giờ tiến sâu tiếp vào bên trong. Đây là chiếc máy giặt. Nhưng mà thì thực ra là một cánh cửa. Ok, let's go. Rồi mình sẽ bật công tắc lên đây. Ok.
Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, số quen phòng 2. Wow, từ một cô gái trẻ biến thành một bà lão, rất là xấu xí. Anh chàng này giật mình thôi, nhưng cùng lại cười. Được rồi con. Ok, cho ăn con cá nào. Rồi, mình sẽ sửa bộ răng cho chú cá mập này. Thấy một bộ răng hoàn chỉnh và rất là đẹp. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Monster Dash. Monster Dash, back from the dead. Hello. Còn lúc còn nhanh rồi. Rất là nhanh. Oh my gosh, đi rồi. Yeah, okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Điều trích cơ. Let's go. Come on.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Into the Deer 2. Let's go. Một đoạn đường khá là dài. Thế mà chú zombie kia rất là khỏe. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Superman. Ồ, người ta dám chạy đi đâu. Nghe thôi. Thank you.
và các bạn có thể chọn được những nhân vật cho mình ở trong đây. Tất cả gồm có 3, 6, 9, 12, 15 và 18 nhân vật tất cả. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Lần cấp đam đi. Rồi. Chiến thôi. Let's go. Ok. 52 tiền. Lex, tiếp tục nào. Let's go. Gặp tướng rồi. Tăng máu lên. Tăng tốc độ chém. Chapter's free. Ồ, anh chàng này to thật. Ok. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Hello Slideball, Helion 6. Go. Go. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm tiếp những con thú bông. Chỉ xem ở trên này xem có gì không. Không có gì đây. Đây có một chú. Ok. Tổng cộng các bạn phải nhặt được 16 con thú bông. Ồ, đi nhảy vào đây nhưng mà chưa được. Các bạn nhập hòn đá này. Đó lắp vào đây.
rồi. Và ở đây các bạn sẽ nhảy được. Let's go. Nhưng mà chắc mình nghĩ ở đây không có gì. Đây không có gì thật. Oh my gosh. Đó các bạn như thế. Và nhặt tất cả những thứ bông. Đó các bạn cho vào trong chiếc giỏ. Rồi con này là con thứ 12. Còn 4 con nữa thôi. Oh man, gần trúng. Còn đó thì mình nghĩ lúc đầu nếu mà chưa đặt đặt gạch thì nhặt con đấy là dễ nhất đầu tiên. Mình lại quên mình lại nhặt con đấy sau cùng. Rồi mình sẽ chuồn trốn anh chàng này đã. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Có một khẩu súng mới bắn rất là nhanh. Từ đây mình sẽ tiêu diệt nhanh con này. Cô đàn này qua đi, cho cô ta đi luôn. Khẩu súng này 6 sao. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Oh, phòng nó đây rồi. Xong phòng này đi. Yeah. Mình sẽ chọn màu khác đi. Ở đây còn màu tím. Nếu màu tím thôi. Hay màu lâu. Còn màu tím đi. Ok. Đã vào trận. Oh my gosh. Mình sẽ phải sửa chữa đường dây điện này. Oh my god, không biết anh chàng nào định giết mình. Chạy cái đã. Oh my god, chết rồi. À không. Mình vẫn còn sống.
Ok, khi phốt xong là các bạn lại vào tiếp tục. What? Lý do gì mà bỏ mình? Rồi, người ta đã bị đá ra ngoài. Nhiệm vụ của mình là đi sửa điện. Ok. Thôi chết, bị chết rồi. Bữa anh chàng là bị chết đây. Wow, 4 người bị chết. Ok. Mình đang sửa dây điện thì cũng dừng như vậy. Giờ vào sửa tiếp. Ok. Let's go. Không biết ai phá đường điện này của mình đâu. Phía trên. Hai đường điện phía trên. Ok. Tiếp tục nữa. Còn trên đây nữa cơ. Mình sẽ phải sửa xong. Let's go. Oh my god. Có thể là chia lâu. Chết rồi, có thể mình bị vote rồi. Mình sẽ vote thằng này. Màu vàng đi. Oh, oh my god, họ vote mình. What? Oh man. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.